Xin chào và kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, vào sáng nay 28 tháng 5 tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 200 triệu đồng từ báo Nhân dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 từ đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân. Đây là sự sẻ chia và ủng hộ của phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo Nhân dân góp phần nhỏ bé trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Được biết, toàn bộ số tiền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch trong đợt cao điểm lần này sẽ được sử dụng hiệu quả, trong đó phần lớn sẽ cơ bản chuyển sang quỹ vaccine để triển khai công tác tiêm phòng COVID-19 cho người dân. Phần còn lại sẽ sử dụng cho công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn. Còn vào chiều nay, đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước do đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình đấu tranh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo tỉnh ủy Bắc Giang, kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, tốc độ các ca lây nhiễm đã tăng lên đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh đã có hơn 1.700 ca dương tính. Để chủ động ứng phó, thì tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp như phong tỏa 6 huyện, dừng hoạt động 4 khu công nghiệp lớn trên địa bàn. Mặc dù đây là những quyết định khó khăn, ảnh hưởng lớn tới đời sống và kinh tế, nhưng nó đã góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có những chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn của nhân dân và chính quyền Bắc Giang trong thời gian qua, đồng thời động viên nhân dân và chính quyền tỉnh đoàn kết, đồng lòng, kiên trì và tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định kinh tế và đời sống cho người dân. Cái tính ứng phó của Bắc Giang tôi nghĩ chúng tôi đã có rồi, bây giờ tiếp tục là chủ động tính phó nữa. Tại vì cái phòng chống dịch, dập dịch của Bắc Giang nó không chỉ ảnh hưởng đến Bắc Giang mà ảnh hưởng đến cả nước, cái công tác phòng chống dịch của cả nước. Do đó là cả nước cũng rất quan tâm và rất mong rằng các đồng chí với cái tinh thần trách nhiệm, với kinh nghiệm, sự sáng tạo vừa qua thì tiếp tục là có những cái biện pháp, giải pháp tốt hơn, vừa chấp hành cái chủ trương của Trung ương, của Bộ Y tế nhưng mà cũng vừa là cái khả năng của mình để làm sao mà phòng chống dập dịch nó nhanh nhất. Cũng tại buổi làm việc, thay mặt Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng tỉnh ủy Bắc Giang nhiều phần quà có giá trị hơn 3,5 tỷ đồng. Những phần quà mang giá trị tinh thần to lớn của người dân trên cả nước đồng lòng hướng về Bắc Giang trong công cuộc đấu tranh với dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chi viện cho Bắc Giang cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã xuất quân chi viện cho tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19. Đoàn bao gồm 36 thầy cô giáo và sinh viên tình nguyện. Đây là những tình cảm, cố gắng, nỗ lực của các thầy cô và các em sinh viên. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy và học tập, đã tham gia bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Trước khi lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu, kiểm tra sức khỏe và test nhanh SARS-CoV-2, chuẩn bị đồ phòng hộ cá nhân, đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động của đoàn tình nguyện. Tiếp nối chương trình 2020, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ khởi động chương trình san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch 2021. Trung ương Đoàn là kênh tiếp nhận hỗ trợ và trao tặng tiền mặt, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, người dân, thanh thiếu nhi tại các tỉnh đang là tâm dịch. Ngay sau lễ khởi động thì 3 đoàn xe đi các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Điện Biên sẽ xuất phát để kịp thời hỗ trợ các tỉnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ngay trong sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tiếp nhận kinh phí và vật phẩm trị giá hơn 4 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và ngay lập tức triển khai 10 đoàn xe san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch, chở các nhu yếu phẩm thiết yếu tới trao tận tay người dân các địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, bước đầu là các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên. Trung ương Đoàn cũng tổ chức cái đợt cao điểm quyên góp hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch để hỗ trợ triển khai chương trình san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch. Và vừa rồi chúng ta cũng thấy là có các cái chuyến xe đầu tiên cũng đã chuyển các cái phần hỗ trợ đến 3 cái địa phương mà chúng ta chịu tác động nặng nề nhất của đợt dịch lần này. Nhiệt đới các cái điểm cách ly và những cái nơi mà có dịch thì bên câu lạc bộ tôi đã có tổ chức rất nhiều chuyến đi hàng ngày, trung bình mỗi ngày khoảng 2-3 chuyến.
Kể từ khi phát động chương trình San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch COVID-19 vào ngày 22 tháng 2 năm 2020, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội nòng cốt đã huy động được hàng trăm nguồn lực để triển khai nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa và hiệu quả, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến đầu, cũng như người dân và thanh thiếu nhi bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh. Trong đợt dịch bệnh bùng phát lần thứ tư này, Trung ương Đoàn mong muốn tiếp tục có sự ủng hộ, chung tay đóng góp, đồng hành của nhiều đơn vị để tiếp tục hỗ trợ người dân bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, sớm đẩy lùi được dịch bệnh và ổn định cuộc sống. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 47 là bệnh nhân 3026, nữ 22 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân được phát hiện suy tủy xương từ tháng 3 của năm 2021, được điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Vào ngày 29 tháng 4, bệnh nhân được chuyển bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung. Vào ngày 5 tháng 5, bệnh nhân được xét nghiệm là SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được điều trị tích cực theo phác đồ, song đáp ứng kém với điều trị, tình trạng bệnh tiến triển xấu dần. Bệnh nhân được chẩn đoán là tử vong, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm huyết trên bệnh nhân suy tủy xương, nhiễm SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Tiền Giang hiện có 9 khu công nghiệp và cụm công nghiệp với số lượng công nhân làm việc là khoảng 103.400 công nhân. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, một số công ty đã có cách làm mới, sáng tạo, đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực trong việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, việc thực hiện đo thân nhiệt, khử khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc là điều bắt buộc thực hiện nghiêm ngặt tại các công ty để đảm bảo an toàn trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Phát khẩu trang cho công nhân mỗi ngày, giống như là để tuyên truyền, giống như là công nhân phải tự bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Tại vì cái môi trường làm việc mình cộng đồng, số người rất là đông, cho nên mỗi người công nhân phải tập cho họ một cái tính giống như là tự giác. Bên cạnh đó, việc tăng cường an toàn phòng chống COVID-19 còn được các công ty chú trọng trong các bữa cơm trưa. Chế độ chia ra cái giờ ăn. Giờ thứ nhất đó là 11 giờ, giờ thứ hai đó là 11 giờ rưỡi và giờ thứ ba đó là 12 giờ. Chúng ta chia ra theo nhóm để giãn cách cái người ăn ra. Và trong cái quá trình ăn thì anh em công nhân tuyệt đối không có được trao đổi. Chúng ta chỉ thực hiện cái nghiêm túc cái việc ăn uống xong rồi đeo khẩu trang lại và về trở lại vị trí làm việc. Cũng có nhiều cách làm hay của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Trong thời gian tới thì ban tiếp tục phát huy nhân rộng đối với các doanh nghiệp khác để cùng chung tay phòng chống COVID, ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục phòng chống trong thời gian tới. Tỉnh Tiền Giang cũng tăng cường giám sát y tế đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế. Sáng 28 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, địa phương đã tiến hành đình chỉ công tác những cán bộ trực tiếp liên quan đến quán karaoke Trống Đồng do vi phạm công tác phòng chống dịch. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ nhận được phản ánh về việc quán karaoke Trống Đồng hoạt động giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Chủ cơ sở này thừa nhận đã lơ là trong quản lý, giám sát nhân viên nên để xảy ra vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch. Hiện nay đối với thị xã Phú Mỹ thực hiện thật nghiêm để đảm bảo cho cái công tác phòng dịch. Thì đến giờ này thì Phú Mỹ cũng đã thu hồi giấy phép kinh doanh và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi cái giấy phép chuyên ngành karaoke và tiếp tục xử lý cái vi phạm hành chính đến cái mức độ là nặng nhất. Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã đề nghị cơ quan chức năng rút giấy phép hoạt động đối với cơ sở karaoke Trống Đồng, đồng thời chờ kết quả điều tra chi tiết của đoàn liên ngành để xử lý cơ sở và các cán bộ liên quan tùy theo mức độ, nội dung vi phạm và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin được chuyển sang thông tin khác. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với UNDP tại Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Thanh niên sáng tạo vì khí hậu. Bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 7 năm 2021, thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 35 là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có thể tham gia nộp các ý tưởng và giải pháp của mình với nội dung xoay quanh 4 chủ đề: các giải pháp truyền thông sáng tạo để nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu, các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu hoặc giảm thiểu khí thải nhà kính, thanh niên khởi nghiệp với các giải pháp kinh doanh có trách nhiệm với biến đổi khí hậu,
hiến kế các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai thuận theo tự nhiên và dựa vào tự nhiên. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến và mọi người cũng được bình chọn trực tuyến cho bài dự thi tại các fanpage của ban tổ chức Vì một Việt Nam xanh và Việt Nam Youth for Climate. Các đề xuất giải pháp xuất sắc đột phá sẽ nhận được phần thưởng trị giá và được Cục Biến đổi Khí hậu cùng với các cơ quan ban ngành khác tham khảo, tích hợp vào trong các kế hoạch chiến lược có liên quan đến biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, theo kế hoạch ngầm hóa lưới điện kết hợp với ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021-2025 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, trong vòng 5 năm tới thì thành phố sẽ tiếp tục ngầm hóa 1.300 km lưới điện kết hợp hoàn thiện kết cấu lưới điện của thành phố. Giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện ngầm hóa 500 km lưới điện trung thế và 800 km lưới điện hạ thế. Đến năm 2025, toàn thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ ngầm hóa từ 50% đến 60% lưới điện trung thế. Trong đó các quận nội thành đạt tỷ lệ ngầm hóa từ 80% đến 90%. Riêng 3 quận trung tâm là quận 1, quận 3 và quận 5 đạt tỷ lệ ngầm hóa sắp xỉ 100%. Cùng với đó tiếp tục ngầm hóa lưới điện hạ áp trên địa bàn thành phố để đến năm 2025, toàn thành phố đạt tỷ lệ ngầm hóa từ 35% đến 40%. Trong đó khu vực trung tâm thành phố đạt tỷ lệ ngầm hóa 80% lưới điện hạ thế. Gần đây trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp thiết bị điện với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý là kẻ trộm liều lĩnh đột nhập và lấy cắp thiết bị điện phục vụ các cơ quan nhà nước, gây mất an toàn và làm gián đoạn cung cấp điện. Đây là trạm biến áp bơm mùng 3 tháng 2 cung cấp điện cho hoạt động trạm bơm tưới của công ty thủy nông Đồng Cam đã bị kẻ trộm cắt mất hệ thống dây cáp. Ngoài ra trong tháng 5 năm 2021, trạm biến áp cung cấp điện cho Bảo tàng Phú Yên và Đài truyền hình Việt Nam tại Phú Yên cũng bị kẻ trộm cắt cáp. Tình trạng trộm cắp các thiết bị điện còn xảy ra tại tuyến đường dây 110 kV Tuy Hòa Sơn Giang. Đây là tuyến huyết mạch kết nối các nguồn thủy điện và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên cho điện lưới quốc gia. Là việc mắc cái tiếp địa trung tính của máy biến áp sẽ gây dâng điện áp là cháy thiết bị của khách hàng. Thì còn về hành vi nguy hiểm là tháo những thanh dằn đường dây 110 cũng như là các cái cột thép chịu lực trung thế thì điều này rất là nguy hiểm. Những trụ điện mà không có thanh dằn thì có nguy cơ rất là ngã đổ và ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng con người cũng như là cái việc cung cấp điện của lưới điện quốc gia. Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp thiết bị điện với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an thành phố Tuy Hòa đã cử lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra xử lý các đối tượng trộm cắp, đồng thời có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực, bảo vệ tài sản nhà nước. Vào đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28 tháng 5, trên địa bàn huyện Bát Sát của tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn cục bộ, đã làm một số nhà dân và diện tích hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tại thị trấn Bát Sát, lượng mưa đo được là 198,6 mm, tại Cốc Mì, Quang Kim là 58 mm. Theo thống kê sơ bộ thì tại khu vực tổ 6, thị trấn Bát Sát đã có 30 gia đình bị nước ngập vào nhà từ 30 đến 50 cm, gây hư hỏng một số tài sản. Xã Quang Kim thì có 2 hecta lúa bị ngập úng. Ngoài ra trên địa bàn huyện Bát Sát, tuyến đường tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành Ngoài Phát đã bị sạt lở. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Bát Sát đã có mặt tại hiện trường, giúp đỡ nhân dân di chuyển, tổ chức kiểm đếm thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất các biện pháp khắc phục. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.